Đức Thánh Cha hôn tay đan sĩ Jean-Pierre, người cuối cùng còn sống của đan viện Tihirin. Đức Thánh Cha đã gặp và cúi chào đan sĩ Jean-Pierre, 95 tuổi, đan sĩ cuối cùng còn sống của đan viện Tihirin ở Algeria. Sáng ngày 31 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Rabat, Maroc, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các linh mục và tu sĩ đang hoạt động tại Maroc, trong đó có tu huynh Jean-Pierre, dòng Trappist. Đức Thánh Cha đã cúi chào và hôn tay vị đan sĩ 95 tuổi này. Ngồi trên ghế hàng đầu trong buổi gặp gỡ là Sir Ursilia Mantovani, 97 tuổi, dòng Phan Sinh, người Ý, vừa mới mừng 80 năm tu dòng. Bên cạnh sơ là tu huynh Jean-Pierre, người cuối cùng còn sống sót sau vụ bắt giữ con tin năm 1996 tại Algeria. Sau 2 tháng bắt cóc, 7 đan sĩ đã bị giết. Khi linh mục đại diện giới thiệu hai tu sĩ cao niên này, mọi người hiện diện đã vỗ tay chào và chúc mừng hai vị. Đức Thánh Cha Francisco đã rời chỗ ngồi đến trước vị đan sĩ già. Ngài cúi đầu chào và cúi xuống hôn tay của vị đan sĩ. Sau buổi gặp gỡ, tu huynh Jean-Pierre đã cho đài truyền hình Rai 2 của Ý biết mình cũng hôn tay Đức Thánh Cha và diễn tả đó là giây phút không thể quên. Chúng ta cũng nên biết rằng vào đêm ngày 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 1996, 7 đan sĩ đã bị bắt cóc tại đan viện Đức Bà ở Tihirin, 100 cây số về phía đông nam của Algeria. Một nhóm vũ trang đã gõ cửa tu viện, yêu cầu vị đan sĩ cao niên nhất 82 tuổi là một bác sĩ đi theo họ. Khi đan viện phụ từ chối, họ đã đột nhập vào đan viện và buộc 7 đan sĩ đi theo. Hai tu huynh Amedi qua đời năm 2008 và Jean-Pierre đã khóa kín cửa trong phòng và thoát được những kẻ bắt cóc. Các đan sĩ đã bị bắt giữ làm con tin để trao đổi với các chiến binh đang bị bắt giữ. Hai tháng sau, khi cuộc thương thuyết không thành công, ngày 23 tháng 5 năm 1996, các ngài đã bị chặt đầu. 7 đan sĩ đã được tôn phong chân phúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2018. Còn đan sĩ Jean-Pierre hiện đang sống tại đan viện Đức Mẹ Atlas ở Mides, Maroc.